Mỹ có thể lợi dụng cuộc xung đột Ả Rập Israel ngày càng tồi tệ để buộc Ukraine bắt đầu đàm phán hòa bình, tờ Military Watch Magazine viết. Thưa quý vị, trên thế giới ngày hôm nay có rất nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Mỹ có thể thúc ép Ukraine đàm phán vì Israel Tổng thống Mỹ tuyên bố Mỹ sẽ xây dựng trật tự thế giới mới, chi tiết lạ bên trong UAV của Ukraine. Ukraine nêu điều kiện đàm phán ngừng bắn với Nga. Bài phát biểu của ông Biden cho thấy chính quyền Mỹ nghĩ đến người dân của chính mình sau cùng. Mỹ có thể thúc ép Ukraine đàm phán vì Israel. Với việc Ukraine ngày càng không thể đạt được các mục tiêu quân sự của mình, việc chuyển đạn sang Israel có thể là một cách để khối phương Tây giữ thể diện hoặc có thể giảm đầu tư và buộc Kiev phải quay lại đàm phán. Tạp chí lưu ý các quan chức cho biết số đạn này có thể được chuyển đến israel trong vài tuần tới cần lưu ý rằng điều này đang xảy ra vào thời điểm mà quân đội ukraina đã không thể khôi phục trong vài tháng sau các hoạt động phản công thất bại và số thương vong trong hàng ngũ của họ lên tới hàng chục nghìn người tình trạng thiếu vũ khí từ lâu đã là vấn đề đối với lực lượng vũ trang ukraina trong khi đó ngành quốc phòng nga đã tăng cường sản xuất đạn dược cho một số loại hệ thống vũ khí chủ chốt như Tổng thống Zelensky trước đó đã thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Friend Hay, sự leo thang ở Israel có nguy cơ làm chuyển hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế khỏi cuộc xung đột ở Ukraine. Theo Axios, Mỹ có ý định gửi hàng chục nghìn quả đạn pháo dành riêng cho lực lượng vũ trang Ukraine tới Israel. Tổng thống Mỹ tuyên bố Mỹ sẽ xây dựng trật tự thế giới mới Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với những người ủng hộ rằng trật tự thế giới hiện tại do Mỹ lãnh đạo đã gần như cạn kiệt, nhưng Washington sẽ định hình lại hệ thống thay thế nó. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo ở Moscow và Bắc Kinh lại lập luận khác. Phát biểu tại buổi chiêu đãi vận động tranh cử ở Washington, ông Biden kể về cách ông thuyết phục Nhật Bản và Hàn Quốc gửi viện trợ tài chính cho Ukraine, cũng như cách ông ký một thỏa thuận về đường sắt và cảng biển với EU, Ấn Độ và Ả Rập Saudi tại một hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi vào hồi cuối tháng trước. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta có cơ hội để làm mọi việc nếu chúng ta đủ táo bạo và đủ tự tin vào bản thân để đoàn kết thế giới theo những cách chưa từng có, ông Biden tuyên bố. Chúng ta đang ở thời kỳ hậu chiến kéo dài 50 năm, nơi mọi thứ hoạt động khá tốt, nhưng điều đó gần như đã hết hơi, sắp hết hơi rồi. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta cần một trật tự thế giới mới, ông tiếp tục. Trật tự thế giới mới xuất hiện sau Thế chiến thứ hai là trật tự lưỡng cực, trong đó Mỹ và Liên Xô tranh giành ảnh hưởng và quyền lực tối cao về địa chính trị. Sự sụp đổ của Liên Xô đã mở ra một trật tự thế giới đơn cực, trong đó Mỹ là siêu cường duy nhất. Khi Liên Xô tan rã, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là George Bush đã tuyên bố chiến thắng trong chiến tranh lạnh và sự khởi đầu của một trật tự thế giới mới trong bài diễn văn Thông điệp Liên bang năm 1991 của ông. Ba thập kỷ sau, và với việc Washington đang tranh giành nguồn tài chính để chống lại hai cuộc chiến tranh ở nước ngoài, sự thống trị của Mỹ ít được đảm bảo hơn. nền kinh tế Trung Quốc từng lớn thứ 11 thế giới vào năm 1991 nhưng hiện chỉ đứng sau so Mỹ. Với việc Bắc Kinh mở rộng kho vũ khí hạt nhân và hiện đại hóa quân đội, chủ tịch Tập Cận Bình đã nhiều lần gọi phương Tây do Mỹ dẫn đầu là suy thoái và ca ngợi sự xuất hiện của một thế giới đa cực, trong đó quan hệ quốc tế được điều chỉnh bởi luật pháp và sự ràng buộc của các hiệp ước thay vì các quy tắc do Mỹ thực thi. Tổng thống Nga Putin cũng nói rất nhiều về việc xây dựng một thế giới đa cực, mô tả một trật tự như vậy là một trật tự, trong đó các quốc gia văn minh riêng lẻ được tự do theo đuổi lợi ích riêng của mình mà không chịu sự chỉ đạo của một cường quốc bá quyền như Mỹ. Nga và Trung Quốc cùng các đối tác của họ trong nhóm BRICS và trên toàn cầu đều có chung mục tiêu này, ông Putin nói với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc vào tuần trước. Chúng tôi xuất phát từ thực tế là tất cả mọi người đều bình đẳng, mọi người đều có các quyền như nhau, các quyền và tự do của một quốc gia và một dân tộc kết thúc khi các quyền và tự do của một người khác hoặc của cả một quốc gia bắt đầu. Đây là cách mà một thế giới đa cực sẽ dần dần được hình thành, ông Putin nhấn mạnh. Chi tiết lạ bên trong UAV của Ukraine Ukraine được cho là đã sử dụng các linh kiện thu được từ máy bay không người lái UAV Nga bị bắn hạ để lắp ráp UAV tự sát cho lực lượng của mình. Theo truyền thông đưa tin, Trang tin Mars dẫn hình ảnh cho thấy một UAV tự sát của Ukraine. Dường như UAV này có chứa một mô đun điều hướng lấy từ UAV Geran 2 của Nga. UAV này đã bị Nga đánh chặn, hiện chưa rõ nó bị bắn hạ hay bị vô hiệu hóa bởi các hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Thành phần điều hướng được tái sử dụng trong UAV của Ukraine được xác định là mô đun Kometa sao chổi, vốn được dùng trong Geran 2. Mô này nằm ở phần cánh của Garon 2 và vẫn có thể sử dụng sau va chạm. Cometa được cho là sử dụng hệ thống định vị vệ tinh GLONASS của Nga để thiết lập đường đi cho máy bay không người lái. Nga bắt đầu sử dụng rộng rãi Garon 2 ở Ukraine từ mùa thu năm ngoái để nhắm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ukraine. Một trong những nhược điểm của loại máy bay này là phát ra tiếng ồn lớn khi hoạt động. Ukraine và phương Tây nhiều lần cho rằng UAV này thực tế có nguồn gốc từ Iran, bằng chứng là nó có nhiều đặc điểm giống UAV Shahed-136 do Iran chế tạo. Tuy nhiên, Moscow và Tehran đều lên tiếng bác bỏ. Iran cho biết họ chỉ chuyển cho Nga một số mẫu UAV khoảng vài tháng trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào hồi tháng 2 năm 2022. UAV đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua giữa Nga và Ukraine do yếu tố linh hoạt và chi phí thấp. Việc sản xuất UAV nhanh chóng và chi phí thấp hơn nhiều so với tên lửa, Tuy nhiên, hoạt động sản xuất UAV của Nga bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, khiến cho nguồn linh kiện khan hiếm. Ukraine nêu điều kiện đàm phán ngừng bắn với Nga Quan chức Ukraine tuyên bố ép sẽ không đàm phán ngừng bắn với Moscow, chừng nào Nga chưa trả lại các vùng lãnh thổ, đã kiểm soát. Sẽ không có cuộc đàm phán ý nghĩa nào nếu Nga còn tiếp tục kiểm soát lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả Crimea. Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine nói trong một tuyên bố, Ông Danilov cho biết ông chắc chắn về tình hình cơ bản sẽ thay đổi khi máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây được chuyển tới Ukraine, nhưng thừa nhận rất khó dự đoán sẽ mất bao lâu để giành lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Mặc dù Ukraine đã ký một thỏa thuận không chính thức về việc không sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, nhưng ông Danilov tuyên bố các cơ sở xung quanh Moscow có thể trở thành mục tiêu của vũ khí sản xuất tại Ukraine ông danilov cũng bác bỏ những lo ngại rằng sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với cuộc xung đột ở ukraine sẽ suy yếu trong bối cảnh tình hình leo thang giữa israel và nhóm chiến binh hamas của palestine ở trung đông việc kết nối với mỹ và châu âu không hề suy giảm hợp tác vẫn tiếp tục và chúng tôi vẫn nhận được sự giúp đỡ hàng ngày quan chức ukraine cho biết thêm tổng thống mỹ joe biden trong tuần này khẳng định washington có thể hỗ trợ cả israel và ukraine cùng một lúc theo nguồn tin của Axios, Mỹ sẽ cung cấp cho Israel hàng chục nghìn đạn pháo 155 mm vốn được dự định dùng để viện trợ cho Ukraine. Israel được cho là đã thông báo với phía Mỹ rằng họ cần đạn pháo để chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công trên bộ ở Gaza. Mỹ hiện có một kho đạn dược ở Israel chỉ lực lượng Mỹ mới tiếp cận được. hồi đầu năm, Washington bắt đầu lấy đạn dược từ cơ sở này và một cơ sở dự trữ ở Hàn Quốc để đáp ứng nhu cầu đạn dược cho Ukraine. Tuy nhiên, khi chiến sự Israel-Hamas nổ ra vào hôm 7 tháng 10 và tiếp tục leo thang, khiến cho Washington có thêm mối bận tâm mới. Nhiều người cho rằng chiến sự Israel-Hamas có thể làm giảm mức độ hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Ở thời điểm ép cần nhiều viện trợ hơn nữa để tạo đột phá cho chiến dịch phản công Nga, Nga và Ukraine đã không ngồi vào bàn đàm phán kể từ sau cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào hồi cuối tháng 3 năm ngoái, một tháng sau khi xung đột nổ ra. Tháng 10 năm 2022, Tổng thống Ukraine Zelensky ký xác lệnh không đàm phán với chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin. Moscow nhiều lần cáo buộc xác lệnh này đã cản trở hòa đàm giữa Nga và Ukraine, đồng thời cho rằng những điều kiện mà Kiev đưa ra không thực tế. Trả lời phỏng vấn truyền thông Trung Quốc mới đây, Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh, Nga không bao giờ phản đối giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông cáo buộc Ukraine đã lật ngược thỏa thuận vào phút chót và chưa thực sự sẵn sàng đàm phán. Trong khi đó, giới chức Ukraine tuyên bố hòa đàm chỉ diễn ra khi Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả Crimea. Bán đảo sát nhập vào Nga vào năm 2014. Ngoài ra, Ukraine muốn mọi cuộc đàm phán hòa bình phải dựa trên cơ sở công thức hòa bình gồm 10 điểm mà Tổng thống Zelensky đưa ra vào cuối năm ngoái. Bài phát biểu của ông Biden cho thấy chính quyền Mỹ nghĩ đến người dân của chính mình sau cùng. Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc hỗ trợ Israel và Ukraine nhắc nhở người dân Mỹ Chính phủ hiện tại nghĩ đến họ sau cùng, cựu cố vấn Bộ Ngoại giao về các vấn đề Nga James Garden cho biết. Vào tối thứ Năm vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong bài phát biểu trước người dân Mỹ nói hỗ trợ Ukraine và Israel là một khoản đầu tư thông minh, sẽ trả cổ tức cho nhiều thế hệ và giúp quân đội Mỹ tránh được gặp phải nguy hiểm. Ngoài ra, ông còn cho biết sẽ gửi yêu cầu tới Quốc hội để hỗ trợ Ukraine và Israel. Vào hôm thứ Sáu, Nhà Trắng công bố tài liệu tương ứng, trong đó phân bổ hơn 105 tỷ USD để hỗ trợ Kiev, Tel Aviv và các khu vực khác trên thế giới. Nếu bài phát biểu này được ghi nhớ lại, nó sẽ là sự thể hiện hoàn hảo ý thức của giai cấp thống trị, thể hiện qua tư tưởng nước Mỹ cuối cùng. Ưu tiên của người Mỹ không thuộc tầng lớp lao động, mà cuộc sống của họ bị hủy hoại do các hiệp định thương mại tự do trong ba thập kỷ qua, chiến tranh và biên giới mở khiến quốc gia tràn ngập ma túy và cả người nước ngoài. Chuyên gia bình luận. Ông Garden cho biết các tuyên bố của Tổng thống không có gì báo hiệu sự thay đổi trong cách tiếp cận hoặc là thay đổi trong chính sách của Mỹ ở Trung Đông hoặc đối với Ukraine. Trước đó, trên trang mạng xã hội X, thành viên Hạ viện Quốc hội Mỹ, Mariori Taylor Greene chỉ ra trách nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với sự bất ổn toàn cầu và cách tiếp cận chiến tranh thế giới thứ ba do bơm tiền vào cuộc chiến ủy nhiệm với Nga. Chính quyền Biden thông qua các chính sách của mình, chịu trách nhiệm đổ hàng tỷ đô la tiền thuế của người Mỹ vào cuộc chiến ủy nhiệm với Nga ở Ukraine. Điều này đã tạo ra sự bất ổn trên toàn thế giới và đưa chúng ta đến gần hơn với Thế chiến thứ ba, bà Greeny viết. Về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, sau khi Kiev tăng cường tấn công Donetsk và Lugan, theo yêu cầu của các nước Cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraine tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt. Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất quốc hội cấp hơn 105 tỷ USD cho gói an ninh mới, bao gồm các khoản hỗ trợ cho Ukraine và Israel. Theo truyền thông Mỹ, gói viện trợ Nhà Trắng đề xuất nhằm đảm bảo sự ủng hộ của lưỡng đảng trong quốc hội nước này những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi trước khi rời kênh mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để nhận thông báo về video mới nhất từ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại